Ok, xin chào anh em là Tú. Hôm nay em mới về được một chiếc Rolex Deathchart, và nó sẽ là một cái mẫu mặt vi tính hồng, và em nó sẽ còn đầy đủ hộp sổ thẻ như anh em thấy ở đây. Thì chúng ta có một cuốn sổ to này và một cái bao da, một cái thẻ ở đây. Em này sẽ có mã là 116231 với số seri là G444123. Số rất là đẹp đúng không anh em? Ở mặt sau thì em sẽ có là dấu đại lý này, và ngày mua là 11 tháng 3 năm 2016 anh em nhé. Tính theo bảo hành quốc tế 5 năm của Rolex thì em nó sẽ được bảo hành đến 2021, tức là hiện tại thì anh em nó vẫn còn bảo hành của Rolex anh em nhé. Ok, thì em sẽ để sang một bên và cùng đến với chiếc Rolex Deathchart này của em, với cái mặt vi tính hồng rất là có chiều sâu và cuốn hút, đề bi vàng hồng 18K. Đây là một chiếc đời mới 6 số, nên là toàn bộ phần liềng, dây, kim, chấu giữ cọc số và lúm đều được làm bằng vàng đặc hết. Ok, xem sẽ mở cái chiếc này ra. Thì em nó sẽ có size là 36mm, phù hợp với những anh em có cổ tay vừa và nhỏ. Nói chung là tầm 36 của Rolex thì sẽ tương đương với size 39, 40 của các thương hiệu khác. Tại vì em nó sẽ làm càng dài và độ dày cũng khá là cao. Đó. Chúng ta sẽ có là một cái kính sapphire nguyên khối được làm nhô lên so với phần liềng, và chúng ta sẽ có một phần lúp ở đây. Với kính của Rolex thì anh em sẽ có là một cái logo ở dưới kính này, và anh em phải soi đèn flash vào và nhìn chéo thì mới thấy được cái logo đó, còn nhìn thẳng bằng mắt thường thì sẽ không thấy. Ở bộ kim được làm bằng vàng hồng khá là đẹp mắt. Đó, chúng ta sẽ có là logo của Rolex ở đây này, và các cọc số là kim cương tự nhiên, và các chấu này sẽ được làm bằng vàng. Đó, chúng ta sẽ có Rolex ở đây, còn chữ Deathchart và Swiss ở đây. Ở phần liềng của em nó sẽ là liềng khía, được làm rất nhiều cái rãnh khía nên là tạo cái hiệu ứng khi mà anh em di chuyển đồng hồ nó rất là long lanh, rất là bắt sáng, rất là tốt. Với chất vàng của Rolex thì anh em khỏi phải chê rồi ạ. Đó, nó bắt sáng cực kỳ tốt. Kết hợp với phần thân thép không gỉ 904 thì em nó sẽ được là đánh bóng toàn bộ phần hai bên thân, và ở đây thì em sẽ một cái lúm khá là xinh, vừa xinh. Em sẽ mở lúm để chỉnh chức năng. Đó, lên có tay này, ra một lớp là chỉnh lịch. Đó, ra một lớp là chỉnh lịch, và rút ra lớp thứ hai là chỉnh giờ, rất là dễ dàng. Chiếc này thì nó sẽ là lúm vặn cổ chai, thì em nó sẽ được chống nước 100m, anh em có thể đi bơi, đi tắm, dùng nước khá là thoải mái. Đi kèm với chiếc đồng hồ này sẽ là một bộ dây Jubilee được làm 5 chỉ, với 3 chỉ ở giữa được làm khá là nhỏ và được đánh bóng. Đó. Và hai vần chỉ bên ngoài thì được làm thon, làm thon về phần đuôi khóa để là tạo cái vẻ thon gọn khi mà anh em lên tay. Đều được phần thép này đều được đánh phay xước hết. Đó, khóa sẽ là khóa gập một bên, dòng của dây Jubilee. Đó, rất là tuyệt đúng không anh em? Và chúng ta sẽ mở phần khôn khóa này. Đó, rất là nhẹ nhàng, và phần khóa này sẽ là có các thông số ở đây. À, mặt sau dây thì em sẽ được là đánh bóng toàn bộ, đánh phay xước toàn bộ. Ở mặt sau này là đáy kín, và em nó sử dụng bộ máy là 3135, đây là chữ danh của Rolex. Bộ máy này thì đã được qua hàng trăm năm rồi, nên là anh em tuyệt đối an tâm về độ chuẩn xác cũng như về bền bỉ của chiếc bộ máy này. Thì em nó sẽ có là 31 chân kính, tần số dao động là 28.800, và thời gian chỉ có là 48 giờ. Và size số của em nó sẽ là khoảng cộng trừ 2 giây một ngày. Đó, rất là bền bỉ chuẩn xác. Ok, thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc Rolex này nhá. Size 36 của Rolex thì khá là dễ đeo. Cổ tay em là 15.8, cũng khá là nhiều lông nên là nhìn rất là tây. Đó, anh em lên tay chiếc Rolex này thì khỏi phải bàn luôn. Bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng lướt, thì bên em đang bán là khoảng hơn 250 triệu. Anh em quan tâm chiếc Rolex này của em thì có thể qua trực tiếp sau lên tay, như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em. Anh em nào mà cần có nhu cầu lên đời đổi các thì anh em cứ inbox em sẽ hỗ trợ mà một cách nhanh chóng nhất. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và gặp lại anh em nhé.